Phương Thảo kính chào quý vị và các bạn. Quebec chi gần 3 tỷ đô la cho kiến trúc hạ tầng để thúc đẩy kinh tế. Montreal chuẩn bị làm hàng trăm cây số đường tạm thời cho xe đạp và người đi bộ. Sở thú Calgary gửi hai gấu trúc về Trung Quốc do không đủ thức ăn cho chúng trong đại dịch Covid-19. Đó là những tin tức đến với quý vị ngày hôm nay. Trước hết là những con số mới nhất liên quan đến COVID-19. Tính đến hết ngày thứ Sáu 15 tháng 5, trên thế giới đã có hơn 4 triệu 617.000 người nhiễm bệnh, bao gồm hơn 300.000 người thiệt mạng. Tại Hoa Kỳ có hơn 1 triệu 481.000 ca nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 88.000 người chết. Canada có hơn 74.000 ca nhiễm bệnh, trong đó 5.553 người đã thiệt mạng. Tỉnh ban Quebec có hơn 41.000 người nhiễm bệnh, bao gồm 3.400 người chết. Thành phố Montreal có hơn 21.000 người nhiễm bệnh, bao gồm hơn 2.000 người đã thiệt mạng. Quebec chi gần 3 tỷ đô la cho kiến trúc hạ tầng để thúc đẩy kinh tế. Chính phủ Quebec loan báo sẽ chi tới gần 3 tỷ đô la cho các dự án cơ sở hạ tầng để khởi động nền kinh tế tỉnh bang trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Chính phủ cho biết 700 triệu đô la trong số tiền đó sẽ chuyển sang dự án nhà cỡ nhỏ cho người cao niên, được gọi là Maison de Genet, cũng như mua giường bệnh. Hồi tháng 3, kế hoạch cơ sở hạ tầng Quebec đã loan báo khoản tài trợ 11 tỷ đô la cho nhiều dự án cơ sở hạ tầng khác nhau, bao gồm trường học, đường xá và giao thông công cộng. Bộ trưởng Tài chính Eric Girard cho biết tác động kinh tế lớn từ đại dịch COVID-19 trong những tháng gần đây đã khiến cho chính phủ kết luận rằng phải thúc đẩy nền kinh tế của một số lĩnh vực, chủ yếu là xây dựng, với khoản bổ sung thêm là 2,9 tỷ đô la. Moian chuẩn bị làm hàng trăm cây số đường tạm thời cho xe đạp và người đi bộ. Hàng trăm cây số đường tại thành phố Moian sẽ được thay đổi để trở nên thân thiện hơn với người đi bộ và xe đạp khi cư dân thành phố đang lo âu về một mùa hè mà không có các hoạt động bình thường thị trưởng Valerie Plan cho biết hơn 300 km đường tạm thời dành cho người đi bộ và xe đạp sẽ được giới thiệu bắt đầu vào tháng 6. Một số những con đường mới này sẽ nằm trên các trục lộ chính như Saint-Laurent, Saint Denis, Christophe Colomb, Moyan, Juan và Rasen. Trong khi một số đường phố sẽ hoàn toàn cấm xe hơi lưu thông, những đường khác vẫn sẽ mở cửa cho xe hơi nhưng giảm bớt làn đường vì vỉa hè và đường dành cho xe đạp được mở rộng. Thành viên ban chấp hành thành phố ông Eric Allen Catwell cho biết các phần của kế hoạch còn cần bàn thảo để có chỗ cho phương tiện giao thông công cộng và xe giao hàng trên các đường bị ảnh hưởng. Bà Plank cho biết kế hoạch này có ba mục tiêu liên kết các không gian xanh của thành phố, dễ tiếp cận các không gian xanh đối với cư dân của các khu vực đông dân như Moyano và lôi kéo người Moyan đến các trục lộ thương mại để ủng hộ các cơ sở kinh doanh. Sở thú Kari gửi hai gấu trúc về Trung Quốc do không đủ thức ăn cho chúng trong đại dịch COVID-19. Sở thú Calgary ở Canada tuyên bố rằng họ có kế hoạch đưa hai gấu trúc khổng lồ Erkson và Damao trở về Trung Quốc để chúng có thể sống tại nơi có nhiều cây tre. Tre là thức ăn của loài gấu trúc. Do sự gián đoạn vận chuyển trong bối cảnh đại dịch COVID-19, vườn thú đã không thể được cung cấp đủ tre tươi chiếm tới 99% khẩu phần của gấu trúc. Mỗi con gấu trúc này nặng chừng 125 kg ăn khoảng 40 kg cây tre mỗi ngày mà chỉ là loại tre khoảng 2 tuổi và còn tươi, chúng thích nhất là măng tre. Trước đại dịch Covid-19, Sở thú Kagari đã đặt hàng các lô tre được chuyển trực tiếp bằng phi cơ từ Trung Quốc đến Kagari. Tuy nhiên, đại dịch đã buộc phải hủy các chuyến bay trực tiếp Wetjet sau đó phải vận chuyển tre qua ngõ Tonto, nhưng rồi các chuyến bay từ Trung Quốc đến Tonto cũng bị cắt. Lantier cho biết nhóm của ông đã cố gắng tìm các nhà cung cấp khác để thay thế, nhưng họ gặp phải nhiều trục trặc như các chuyến bay bị trễ hoặc tre được giao nhầm đến các thành phố khác, hoặc tre bị nằm trong nhà kho, hoặc là tại phi trường, hoặc là các vấn đề về xe vận tải không thể mang tre đến cho chúng giải pháp tốt nhất là mang chúng đến nơi có nhiều tre trong một thông cáo báo chí tiến sĩ Clement Langchie, chủ tịch và giám đốc điều hành của Sở Thú Calgary cho biết, chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất và an toàn nhất cho Axon và Damau trong thời gian đầy thách thức và chưa từng có này là nơi có nhiều tre và dễ tiếp cận. Đây là một quyết định cực kỳ khó khăn, nhưng sức khỏe của những con vật chúng tôi yêu thương và chăm sóc luôn được đặt lên hàng đầu vườn thú cho biết họ đã đổi các nhà cung cấp tre tuy nhiên tốc độ và chất lượng của các lô hàng không đủ tin cậy để có thể giữ cho các con vật này xa quê quán trung quốc của chúng vườn thú cho biết nhân viên của họ sẽ rất nhớ những con gấu trúc Chúng đã đến Canada vào năm 2014 như một phần của thỏa thuận 10 năm giữa Canada và Trung Quốc. Chúng đã sống 5 năm tại sở thú Toronto, sau đó đến sở thú Calgary vào tháng 3 năm 2018 với đàn con Chia Bang Bang và Chia Yu Yu. Về sau, hai cấu trúc con đã được đưa về Trung Quốc. Lantier nói, chúng rất kén ăn, có một lý do khiến chúng có thể lâm nguy, đó là chúng cần tre. Chúng chỉ ăn tre và ngủ. Hiện chưa có ngày nào được ấn định để gấu trúc lên đường trở về Trung Quốc, mặc dù sẽ thuốc Calgary hy vọng là trong tuần này. Lan Chia nói, tôi hy vọng chúng được chuyển đi nhanh chóng, chúng cần đến một nơi có nhiều tre. Quý vị và các bạn vừa nghe tường trình một số tin tức trong 24 giờ qua. Nếu thấy chương trình này hữu ích, xin quý vị nhấn nút like, subscribe và nút chuông để nhận được thông báo khi có tin tức mới. Phương Thảo xin cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn.